Chào bác Lê Thảo, chào bác Nguyễn Lịch. Chim bổi già nuôi hơn 3 tháng lồng, không chơi không sổ bỏ vi, chơi sổ có đáng gột không anh? Chim đất già rừng. Và con chim bổi già thì nuôi trong lồng bình thường ấy, tầm vài ba tháng mà nó sổ được cho bác là quá ok rồi. Còn để mà nó sổ trong lồng và trong lồng nuôi bình thường thì rất là hơi lâu. Chứ còn vô AV thì con chim thoải mái hơn thì tất nhiên nó sẽ sổ hơn cho bác. Đó là tất nhiên, con chim lồng AV nó thoải mái hơn, chim nó rộng rãi mà. Đặc biệt mà nếu mà có mái nữa thì nó nhanh sổ hơn. Đấy, chứ còn ở trong lồng nuôi bình thường thì nó rất là khó, vì mình nó nhát và nó sợ người. Cho nên là nó sẽ chậm sổ hơn. Bác toàn con ba linh nhá. Chứ còn để mà đáng gột hay không thì nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đấy, không phải là cái con chim nào mà nhanh chơi nhanh sổ là đáng gọt cả. Cái vấn đề không phải, tại vì có rất nhiều con chim nó chậm chơi, chậm sổ nhưng mà nó vẫn là hay, vẫn là con chim hay. Cái quan trọng nhất là phải là chi tiết của con chim, tố chất của con chim mà mình đánh giá được nó như thế nào và mức độ ra sao khi mà mình cầm con chim nó mình nuôi, phải không ạ? Cho nên là cái vấn đề ra lồng vi chơi sổ có đáng gọt không thì vấn đề là nó không có yếu tố quan trọng trong các yếu tố để mà mình lựa chọn những chiến binh đấu giàn. Đúng không ạ? Quan trọng nhất phải là những cái chi tiết, yếu tố và bộ hình của con chim để mình nhìn nhận, đánh giá được khả năng của nó được mức độ như thế nào. Tất nhiên thì với một anh em nghệ nhân chăm chim, chơi chim thì đánh giá thì nó không thể đánh giá chính xác 100%. Nhưng khi mà mình đã có một cái kinh nghiệm, mình đã có một cái căn bản và kiến thức thì tất nhiên ít nhiều mình cũng có một phần nào đúng trong đó. Đúng không ạ? Ok chưa bác? Chào bác Vũ Tiến, chào bác Thành Lương, chào bác Xuân Huyền, chào bác Lợi Hợi Yến. Hôm đầu cho chim đi dàn thì như thế nào? Hôm đầu thì cứ mình cứ kẹp biên hoặc để bên bàn bổ từ từ cho nó ép nó vào, đừng anh em đừng có vội vào mà đưa ốc một phát vào dàn cứng thì nó không hay. Thứ nhất là nó không ổn định cho con chim, thứ hai là con chim sẽ đã ngợp dàn. Đặc biệt là có nhiều con chim mà nó bắt nhịp chậm thì nó rất là nguy hiểm. Bác không quan tâm nhé. Con chim đầu vuông có cả đầu nhỏ, đầu to hay chỉ có đầu to? Vâng, thông thường thì những con chim đầu vuông thì nó chỉ nằm ở những chú chim đầu to bác nhá. Còn đầu nhỏ thì hầu như là không có. Không biết thì tương lai có hay không, nhưng mà hiện tại cho tới giờ thì em vẫn chưa tìm ra những chú chim đầu nhỏ nào mà có cái form dáng đầu vuông cả. Nên là cá nhân em đánh giá là thế. Cho anh hỏi, chim đang tắm bình thường mà sao mấy ngày nay không chịu tắm là sao anh? Không, con chim mà bình thường ấy, khi mà nó bỏ tắm thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Đấy, thứ nhất là do thời tiết thay đổi, con chim nó cũng không chịu tắm cũng có. Thứ hai nữa là xung quanh cái vị trí tắm của bác nó sẽ có một cái gì đó mà nó không có độ an toàn thì con chim nó sẽ nhắc tắm. Bác Lê Minh Hùng Lê nhá. Tại vì sao? Tại vì khi con chim nó tắm là khi nào? Khi con chim nó tắm tức là khi xung quanh nó cảm giác an toàn thì lúc đấy con chim nó sẽ tắm. Bác nhá. Đặc biệt là những chú chim bổ già ấy. Bổ già nào nó rất là an toàn khi mà nó xuống cái máng tắm nó tắm, bất kể con chim bổ già không đến, nó không như những con chim tơ. Đấy, những con chim tơ là tắm theo cái kiểu quán tính và hứng thú thì nó là những chú chim tơ thế, nhưng mà riêng chú chim bổ già thì bao giờ nó tắm nó cũng có cái độ an toàn cao. Đấy, các bác, cho nên các bác để ý là thông thường là những chú chim mà bắt đầu tắm đúng không thì bao giờ nó cũng sẽ thử nước trước. Đấy, nó thử nước tức là nó dùng cái mỏ để thử nước, tức là xem có mùi vị và có cái gì đó không tốt hay không. Dứt khoát của chim nào cũng thế. Chứ còn rất ít chú chim mà tự nhiên đứng trên cầu nhảy cái bùm xuống. Rất ít chú chim đấy. Cho nên thông thường những chim bụi già mà khó tính ấy, mà đặc biệt là chú chim mà có tố chất cao thì thông thường là sau nó sẽ thử nước trước khi vào tắm. Bác nhé. Chào bác Trần Rí. Nuôi bổi bao lâu thì đánh giá được con chim để gọt tiếp? Dạ từ 4 tới 5 tháng bác ạ, từ 4 tới 5 tháng bác nhé. Ý em là lọc dần chứ không phải nuôi con nào cũng để gọt. Chính xác bác Lê Văn Thụ. Thông thường khi mà mình đánh giá được con chim ấy là từ 4 tới 5 tháng. Là trong thời gian đấy con nào chậm thì tầm 6 tháng là mình bắt đầu mình đánh giá được con chim đấy có nên gọt hay không. Tất nhiên thì khi con chim bổi mới về thì mình sẽ nhìn những cái chi tiết, yếu tố khách quan và đặc biệt là bộ hình. Đó là những cái chi tiết để mình đánh giá nó. Nhưng để một con chim đáng gột hay không mà mình có muốn kiên trì để theo đuổi đời không thì bắt đầu từ 4 tháng đầu đi. Đấy, con nào chậm thì có thể cả năm. Thông thường có thể cả năm. Tại vì có những con chim bổ già nó nhát, nó cứ tung đùng 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 thế,
trong vòng 1 năm đầu tiên nó cứ tông như thế. Tại vì sao? Tại vì con chim bổi là nó tùy thuộc vào cái thời điểm đấy, các bác bắt chim về, đặc biệt là các bác đục thủ ấy, tức là trong thời điểm, nếu như các bác mua con chim bổi trong thời điểm này, trong thời điểm này này, đấy là các bác nuôi tầm 4 năm tháng sau là bắt đầu vào mùa thay lông. Đấy là các bác chỉ cần thay bộ lông xong là các bác biết ngay con chim đấy là có đáng gọt hay là không. Đấy, còn trong trường hợp mà anh em bắt chim bổi về ấy, tức là nằm trong cái giai đoạn thay lông, nằm trong giai đoạn thay lông ấy, mà khi mà đưa về ấy, chú chim nó thay lông liền, thì tất nhiên thì chú chim đó, thì đặc biệt chú chim bổi già, thì các bác phải thuần nó lâu hơn và nó khó phát hiện là lâu hơn các bác nhá. Chim 500 béo quá, giờ nó ì chim có cách nào? Vâng, cái con chim đó bác phải thả lực phơi nắng cho nó nhiều các bác nhá. Hello người chia lửa đam mê. Vâng, em chào bác Vinh Henneken nhé. Cho em hỏi, chim thay lông xong tích nắng cho ăn nắng nhẹ được không? Vâng, ok bác, tuyệt vời bác Hoàng Long Tử ạ, chính xác. Anh Lập gửi cho em 2 lọ dầu miến nhé. Ok bác BG nhá, bác inbox qua cho em với. Bác inbox qua cho em cái với em mới nhớ được chứ chập em rep lại nó hơi khó bác ạ. Chào bác Mạnh Quân. Em chào 239 bác nhá. Hồng Sữa, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chim đi thi xa vài chục km hoặc đi tỉnh đi ạ. Cái vấn đề này thì nó cũng rất là nan giải đối với một số anh em mà mới bước đầu. Anh nói hay quá, cảm ơn bác Tuyên Phạm nhé. Những anh em thường xuyên mà đi thi á, mà đi tỉnh ấy, thì cái cốt yếu là gì, các bác phải chuẩn bị cho em 3 yếu tố. Nếu các bác nào đi thi tỉnh nhé, mà các bác phải chuẩn bị cho em 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là gì? Một chai nước. Đó. Yếu tố thứ hai, nếu như mà các bác đi tỉnh mà đi xa quá 20 km thì các bác phải có một cái đồng tắm nữa. Đấy. Còn nếu trong bán kính phạm vi khoảng chừng 20, tối đa lắm là 50 km thì không cần phải bán đồng tắm. Đấy. Các bác có thể là tắm chim xong rồi các bác phơi nắng rồi chuẩn bị, sau đó các bác đi vào buổi chiều. Sau đó là các bác sáng ngày mai các bác có thể tới khách sạn, các bác thuê khách sạn và thuê vị trí để cho chim ngủ nghỉ, rồi sáng ngày mai các bác thi. Còn nếu như các bác thời đi trong phạm vi nó quá xa, khoảng 100-200 km hoặc là liên tỉnh ấy, thì các bác cốt yếu là các bác phải có 3 vấn đề, đó là cái chai nước, thứ hai là cái lồng tắm, thứ ba là điều cốt yếu nhất đó là một quả táo hoặc là một miếng trái cây để đưa chim, đó là cái chuẩn bị. Chứ còn các bác đi thi tỉnh mà các bác không có sự chuẩn bị mà tới cái chỗ mà địa điểm thi mà các bác cập rập là chú chim không bao giờ có độ an toàn. Đặc biệt là mình không có chuẩn bị sự chú đáo, chú chim đó nó sẽ mất cái sự cân bằng. Các bác nhá. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ nhất là các bác đi thi liên tỉnh nhé, thì các bác phải có một cái chai nước, tức là các bác phải thường xuyên đem cái chai nước mà các bác hay cho chim uống ấy, chứ không nên cho chim uống nước lạ. Các bác nhá. Nếu cho chim nước lạ nó có nhiều cái ưu nhược điểm, tức là có con chim tụt lửa cũng có, nhiều con nó đau bụng cũng có, các bác nhá. Cho nên các bác tối ưu nhất là các bác nên đem theo một chai nước, cái nước nào cũng được nhưng cái nước mà các bác đang dùng cho chim uống là tốt nhất. Thứ hai là cái đồng tắm để cho chim có thể tắm chim khi anh em đi xa. Đấy, tại vì nó lạ lồng thì nhiều con chim nó không chịu tắm, cho nên là tốt nhất là đem theo một cái đồng tắm đi. Và cái thứ ba nữa là một chai táo hoặc một chai thanh long, cái táo đó để các chuẩn bị để sáng sớm các bác cho chim ăn để bắt đầu lên nhận thi, để cho chim thi đấu nó tốt hơn, dễ đi cầu hơn và nó không bị bón trong quá trình thi đấu. Các bác nhá. Đấy. Cho nên là với lại một cái ưu điểm mà một cái chi tiết nữa mà các bác nên quan tâm, đó là cái vị trí ngủ của chú chim. Cái vị trí ngủ của chú chim, các bác nên quan tâm về cái giờ giấc ngủ cho những chú chim mà đi thi đấu trường, đi xa lên tỉnh. Tức là cái thời gian ngủ nó rất là quan trọng. Các bác cứ phải cho con chim ngủ theo cái trạng thái tự nhiên, tức là tối trời tối tới đâu thì nó ngủ tới đấy, tức là chẳng tự nhiên, thì con chim nó sẽ an toàn hơn các bác nhá. Chứ còn chim đi đấu trường mà các bác cứ đem ra vọc tới 11-12 giờ đêm rồi bắt đầu chùm nó đi ngủ là ngày mai thì khỏi thi luôn bác ạ.
mà nếu có thi được thì cũng là đi sớm về sớm, đúng không ạ? Chim đánh về cuối hay chậm cầu rũ mình, dạ nó nguyên đơn nó xuống lực bác Hải Yến nhá, nhưng con chim nó bắt đầu nó đuối lực về sau, bác nên 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 cố gắng hỗ trợ lực cho nó. Anh ơi, chim được bốt thì mất bao lâu? Nó y chang ạ, tầm khoảng chừng một tuần bác Tuấn Anh Lê nhá, tầm một tuần là ok. Em chào 267 bác. Chào anh Giai Ngô Tám nhá. Chào bác Hợi Yến. Anh cho em hỏi chim đi xe hoặc tàu khoảng 800 cây thì mấy ngày để phục hồi không? Cái này nó cũng phụ thuộc vào yếu tố. Yếu tố đầu tiên tức là bác gửi chim đi xa thì bác gửi để cho là chuyển nhượng một chút chim hay là bác chút cho anh chuyển chim đi thi. Đấy, bác Hoàng Thắng nhá. Chứ còn bác hỏi câu này thì nó rất là mơ hồ và nó không đi đúng cái mục đích câu hỏi. Ví dụ như bác chuyển nhượng cho họ hay là bác mua chim của người ta từ 800 km đổ lên. Đấy thì khoảng mấy ngày, hoặc là con chim bác gửi đi để di chuyển đi để đi thi thì nó lại phụ thuộc yếu tố khác. Bác Hoàng Thắng ạ, cho nên bác phải nói rõ vấn đề bác nhá. Chào bác Nam Tuấn Tú. Chào bác Dương nhá. Hôm đầu em lỡ cho chim vào giữa giàn, nó xù lông thụt cổ, có phải bị vỡ không? Không không. Để mà vỡ chim á, bể chim thì nó rất là khó, nó rất là khó, nó phải chim đánh mạnh. Thứ hai là nó phải gặp những con chim kết thì nó vẫn nhanh vỡ, chứ còn có thể là chú chim bạn của bạn là nó ngợp dàn, nó không có chịu được áp lực thì nó cũng sinh ra như thế, bác không quan tâm nhé. Cà rốt có dễ đi cầu không anh? Không, có chim cái cà rốt á, là anh em hiểu này, cà rốt với lại chuối thì nó gần gần như nhau và nó là thành phần tinh bột và giàu vào protein, thì đấy là nó sẽ ổn định cho cái đường hệ tiêu hóa của chú chim, chứ không phải là dễ đi cầu bác Dũng Trần nhá. Ok chưa bác? Cho nên các bác cho chim ăn ấy, những cái thực phẩm thì các bác phải hiểu được cái nguyên tắc và cái thành phần của những cái thức ăn đó, cũng như là cái ưu và nhược điểm của tất cả các cái đồ ăn thức uống mà các bác cho chim ăn. Thứ nhất là các bác, khi bác hiểu được cái nguyên lý thì các bác nuôi chim bao giờ nó cũng có độ an toàn, ổn định. Và bắt biết một chú chim đó, khi các bác đưa ra giàn chơi thì các bác sẽ hiểu ngay rằng chú chim của mình như thế nào, bị ra vấn đề gì và nó ra sao. Để các bác sẽ biết ngay. Mình có con chim miền, lông nó cứ xù lên là sao? Bác chú Nguyễn, thì bác phải xem lại cho chim nhá. Chim miền mà để mà xù lông thì để mà nói là nó hơi hiếm bác Dũng Huế ạ. À. Đấy, chứ còn không biết là có phải đúng chim miền hay không. Tại vì đã nói là chim miền ấy, thì đó là thông thường, đó là chim Quảng Nam, Đà Nẵng, là chim miền Trung, đúng không ạ? Kể cả chim Huế mình cũng là chim miền, chứ không phải là không đâu. Chim Huế mình nó nguyên tắc cũng là chim miền cả. Đã nói miền là miền Trung, thì anh em ngoài Bắc là hay gọi như thế. Đấy, hoặc là miền Nam mà ta cũng gọi là chim miền Trung mình. Thế nhưng mà để mà thông thường, những con chim miền Quảng Nam, Đà Nẵng ấy, thì thông thường là chú chim nó thông thường là nó nhỏ con và ít có con lông dày. Đấy, nhưng mà để mà nói xù lông lên thì nó bác phải có vấn đề. Một là chú chim nó bị bệnh, hai là nó bị một cái gì đó liên quan tới chú chim đấy, bác Dũng Huế nhá. Cho nên bác phải nói xem là tình hình con chim nó ra sao thì bác phải biết chắc được. Chứ còn lúc nào nó xù thì nó phải có nguyên nhân bác ạ. Chào bác Nguyễn Minh. Chào bác Trương Nam, chia sẻ chim sâu lông đi bác. Vâng, những con chim sâu lông ấy. Chào bác Tâm Cụ Tê. Hiện tại thì em có nghe một số anh em đã điện thoại cho em, tức là bằng rất nhiều cái biện pháp để mà chữa những con chim sâu lông. Thì hôm nay ở trên livestream này em nói thật với các bác thế này này, không có một ông thánh chim, một ông tài giỏi nào mà khi con chim nó đã sâu lông rồi mà trong quá trình các bác chăm lông, chăm lửa,
nhá. Em đố ông nào mà trị được cái bệnh sâu lông trong quá trình các bác mà chăm bình thường, nếu như con chim đấy chưa phải là thời điểm thay lông các bác nhá. Đấy, cho nên là bất biết là con chim đó như thế nào mà nằm trong tình trạng sâu lông. Đấy, sâu lông là gì? Sâu lông tức là chú chim đó lông da không đều. Đấy, hoặc là lông bị gãy quá nhiều này, rồi bị quắn lông này, đấy, rồi bị sơ lông này. Đó, nó có rất nhiều cái nguyên lý liên quan tới bộ lông. Vậy thì để mà chăm được bộ lông tốt lại, cải thiện nó lại, trong những con chim đó nôm na một số anh em gọi đó là chim sâu lông. Đấy, thì đại đa số là em nói thật với các bác, cốt yếu nhất và không bao giờ thay đổi được, đó là phải chờ tới khi con chim thay lông thì các bác mới thay đổi được bộ lông của nó và các bác mới điều trị được bác nhá. Chứ còn trong cái lúc mà thời điểm bình thường mà con chim nó chưa thay lông ấy, em đố bác nào mà chữa nó được ấy. Tại vì sao? Tại vì bộ lông là một bộ lông vĩnh cửu của con chim trong vòng một năm các bác ạ. Nó không, bộ lông nó không thể như là một cái sức khỏe, nó không thể mà độ lửa, mà nó cũng không phải là một cái gì đấy mà thay đổi được trong quá trình chăm sóc cho con chim các bác nhá. Cho nên là các bác đừng mua chim của ông này, chim nó hết hò đấy. Ok bác Mậu Trần nhá, cảm ơn bác. Cho nên là đừng có ông nào nói phép bảo là chữa sâu lông trong quá trình chăm sóc chim một năm đâu. Bởi vì bộ lông đấy là bộ lông vĩnh cửu, nó trong vòng một năm thì con chim nó chỉ thay lông một lần, thông thường là thế. Đấy, còn những chim thay lông hai lần một năm đó là do cái chế độ chăm sóc, cơ địa ông chim thay đổi đột ngột, các bác chăm không đúng, con chim nó thay lông các bác nhá. Cho nên là khi con chim các bác muốn thay đổi một bộ lông từ bộ lông xấu giống như sâu lông mà thay mua tới một bộ lông đẹp hơn thì phải tới mùa thay lông. Khi nào con chim thay lông thì lúc đó các bác mới thay đổi được, cải thiện được bằng cái biện pháp từ tác động ngoại cảnh cho tới chế độ chăm sóc thì con chim nó mới cải thiện được. Chứ còn bình thường em nói thật các bác, chẳng có ông nào tài giỏi tới ông nào thánh chim nào mà trong bình thường mà con chim sâu lông mà các bác điều trị được, không có ông nào tài giỏi được đâu, đừng có nói phép. Còn ông nào mà bảo là điều trị được cả, tới đây gặp em đưa cho bao nhiêu con nhá. Đừng có bảo là tắm cái này tắm cái kia rồi cho uống thuốc này chỗ nước kia, không có đâu bác ạ. Tại vì bộ lông là cái bộ lông vĩnh cửu và chim là một dòng chim lông vũ đó, cho nên là muốn thay đổi bộ lông từ tốt, từ xấu lên tốt thì phải chờ nó thay lông thì các bác mới, khi nó thay lông ra thì các bác mới có điều kiện, có chế độ các bác chăm sóc nó ra một bộ lông mới thì nó mới chính xác, nó thay đổi được. Chứ còn trong một lông bình thường thì em xin lỗi các bác chứ không có bao giờ đâu. Chứ đừng có nghe vớ nghe vẩn các bác nhá. Em chào 317 bác. Chim cắn đuôi chị cho anh. Vâng, những con chim cắn đuôi ấy, em đã nói với tất cả anh em đó là những chú chim mà dính vào lỗi cắn đuôi tức là phá hoại thân thể, nguyên tắc đó là bệnh phá hoại thân thể. Thấy chưa? Thì các bác, thứ nhất là những chim như đó các bác phải nên nuôi lồng rộng, tắm hàng ngày và dùng nước tắm hỗ trợ cho nó. Thứ hai nữa là các bác không nên chùm lồng nó nhiều, bởi vì chú chim đó có tuổi rừng non và đặc biệt chú chim nó hung dữ, cho nên là các bác phải đừng nên chùm lồng nó các bác nhá. Chào bác Trần Hùng nhá. Anh cho hỏi chim bị ngửa ở nhà lên dàn không bị nuôi đồng đấu, có khi nào bị nặng lên dàn không, ngửa không vậy, hay nên thả nuôi lồng lực rồi khi nào đi thi mình cho đồng đấu. Vâng, những chim, chú chim mà bị ngửa ấy thì các bác thứ nhất là nên nuôi lồng rộng và để khoảng cách cầu gần lại, là một cách hạn chế cho chim ngoái, để lồng cầu gần lại tức là nó sẽ không có khoảng cách để cho chim tốc độ ngửa. Thứ hai nữa, các bác nuôi đồng đấu ấy nó rất nguy hiểm, bởi vì con chim nó không có khoảng cách lên xuống, các bác nên nuôi lồng ba cầu nó sẽ tốt hơn các bác nhá. Tại vì lồng đấu đó là mình ép cho chim đấu mà thông thường mà lồng đấu bây giờ nó là một cái trend, nôm nó là một cái trend, cho nên là đi thi để cho chim không xuống cầu dưới kiểu thế. Nhưng với em, kể cả bổi, chim thuần hay chim thi, em hoàn toàn nuôi lồng ba cầu hết. Mà nếu như anh em nào mà ở gần em hay là thường xuyên theo dõi em đi thi thì các bác sẽ biết rằng tại làm sao mà em thường xuyên chơi lồng ba cầu là vì nguyên nhân như vậy.